Sáng ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị trấn Chợ Chu phối hợp với Phòng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thái Nguyên, Công an huyện Định Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Phạm Ngọc Hùng, trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh, đại diện đội cảnh sát giao thông Công an huyện, các đồng chí lãnh đạo thị trấn Chợ Chu, các đồng chí cán bộ công chức, bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, tổ bảo vệ dân phố, hội viên phụ nữ, các đồng chí đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị trấn. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh, đại diện Công an huyện Định Hóa, Công an thị trấn Chợ Chu đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện và thị trấn trong thời gian qua, tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền một số quy định của luật về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các quy định của pháp luật, quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm luật giao thông, một số quy định mới về đăng ký xe. Thông qua hội nghị này nhằm tuyên truyền vận động cán bộ cơ sở tham gia giao thông an toàn đúng quy định, tự giác chấp hành pháp luật và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.